my eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sides of war. Rồi, cô chào tất cả các em học sinh khối lớp 8. Nay chúng ta tiếp tục ôn tập chủ đề hệ vận động. Cô giới thiệu khi các bạn nhận được link làm bài tập ôn tập ở chương 2 thì các em lưu ý đầu tiên là các em sẽ nhập thông tin người học. Nhập thông tin gồm có tên, email và lớp. Và sau khi học xong thì các em sẽ được gửi kết quả của mình về email của mình nhé. Do đó các bạn nhớ sử dụng email nào mà mình thường sử dụng. Và những bạn nào nộp minh chứng thì cái kết quả các bạn sẽ bấm vào cái báo cáo chi tiết để ra kết quả và chụp hình cái kết quả chi tiết có tên của mình để nộp báo cáo cho cô ha. Thì trong chủ đề vận động các em đã học gồm có các nội dung từ bộ xương, rồi cấu tạo tính chất của xương, cấu tạo tính chất của cơ, hoạt động của cơ, tiến hóa của hệ vận động cũng như là vệ sinh vận động. Bây giờ các em vào làm bài tập nhé. Các em nhập tên đầy đủ ha. Đây là cô lấy ví dụ tên của cô ha. Cô ví dụ thôi. Rồi bắt đầu vào khảo sát. Em đã học về chủ đề hệ vận động gồm có kiến thức về bộ xương, cấu tạo và tính chất của xương, cấu tạo và tính chất của cơ, hoạt động của cơ, tiến hóa của hệ vận động, vệ sinh vận động. Bây giờ các em vận dụng kiến thức rồi chốt lại cho cô năng của hệ vận động là gì bằng cách điền vào chỗ trống ở văn bản sau. Đây các bạn nhớ điền chữ vào nha, đánh rõ chữ vào ha. Thì chức năng của hệ vận động là nâng đỡ tạo bộ khung giúp cơ thể. Cô đánh chữ vận động vào. Các em gửi sẽ có đáp án. Chúc mừng bạn. Em ôn lại kiến thức về bộ xương người. Bây giờ các em quan sát hình và trả lời các câu hỏi bằng cách chọn câu trả lời đúng trong mỗi danh sách thả xuống. Đây các em lựa chọn. Như bộ xương người gồm có 3 phần, gồm có xương đầu và xương gì nữa? Xương thân. Chi. Khớp xương có khả năng cử động linh hoạt được gọi là khớp động. Khớp xương có khả năng cử động hạn chế gọi là khớp bán động. Khớp xương không có khả năng cử động là khớp bất động. Các em xem. Đúng rồi, chúc mừng bạn. Em quan sát hình về cấu tạo và tính chất của xương để trả lời các câu hỏi bằng cách điền vào chỗ trống trong văn bản này. Đây, các em điền vào đây. Và các em lưu ý những cái dạng bài tập và điền từ á, thì khi mà các em xem đáp án có thể là nó bị lệch nhưng không sao ha. Chủ yếu là cô để cho các em tự gõ chữ dạng như là tự luận để các em thực hành cho nó quen thôi. Ví dụ xương dài ra do sự phân chia tế bào của sụn. Rồi các em xem coi đáp án. Làm lại. Thì các em để ý nha. Đây cô nhắc đi nhắc lại cái phần này để các em khỏi mấy thắc mắc. Đó là khi các em điền vào miễn sao có ý đúng là được nha. Ví dụ các em ghi muối khoáng được không? Được. Nhưng mà trong đáp án thì cô đánh gợi ý là chất khoáng. Nhưng không sao, miễn sao các em cứ trả lời. Bởi vì khi các bạn làm bài trên giấy thì giáo viên chấm cũng sẽ dựa vào ý chứ không phải là từng câu từng chữ ha. Ta ôn lại kiến thức về cấu tạo và tính chất của cơ, xem cơ có những tính chất gì, thì các em trả lời các câu hỏi bằng cách điền vào chỗ trống cho phù hợp.
Đây, tính chất của cơ. Tính chất cơ bản của cơ là gì? Các bạn còn nhớ, các bạn sẽ gõ vào ha. Thứ hai, phản xạ co cơ là khi có chất kích thích của môi trường với sự điều khiển của ý nghĩa của hoạt động co cơ là giúp cơ thể à. Như vậy các bạn thấy rằng là gì? Này, cô đánh sai chính tả nó cũng hiện lên, các bạn thấy không? Cơ và giãn, tức là co và giãn. Đó. Vậy thì hoạt động của cơ chúng ta đã tìm hiểu bài rồi. Bây giờ các em ôn lại bằng cách là trả lời các câu hỏi và lựa chọn câu trả lời đúng trong mỗi danh sách thả xuống. Rồi, hoạt động của cơ thì các em vận dụng trả lời câu hỏi tật công về cuộc sống, nguyên nhân đó là do đâu? Đây có những gợi ý. Các em chọn đáp án ha. Ví dụ nguyên nhân do thiếu ngủ đúng không? Khi mỏi cơ chúng ta không nên làm gì? Không nên làm việc kéo dài thử. Trong lao động học tập nên luyện tập như thế nào để cơ dẻo dai? Này, bạn sai rồi, làm lại nhé. Các bạn lưu ý nha, cái nào sai là chúng ta tự chỉnh chỉnh lại. Các em quan sát kỹ hình về sự tiến hóa của bộ xương người cũng như vệ sinh hệ vận động như thế nào để vận dụng kiến thức trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn câu trả lời đúng trong mỗi danh sách thả xuống. Rồi, ở đây về đặc điểm của bộ xương người thì có các ý nghĩa. Thứ nhất là đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với sự cầm nắm lao động thì các em lựa chọn. Có phải là xương xương chậu, đây là xương chậu nhưng mà xương dư chữ nha các em. Rồi xương đùi, rồi xương chi, chúng ta chọn nào? Cầm nắm lao động mà xương chi. Rồi đặc điểm nào của bộ xương người thích nghi với sự chịu lực tốt, hạn chế tiếp xúc của bề mặt bàn chân vào đất hoặc là phân tán lực, chúng ta lựa chọn ha. Như là xương gót chân nhỏ, xương bàn chân hình vòm hay xương đùi. Cô chọn đáp án này. Chọn đại nhé, các em có thể sai hoặc đúng. Các em coi. Đúng rồi. Chính xác. Chúc mừng bạn. Em vừa ôn xong về kiến thức của chủ đề hệ vận động. Bây giờ củng cố các em hãy trả lời các câu hỏi trách nhiệm sau. Câu 1, ở tuổi nào sụn tăng trưởng không còn khả năng hóa xương? Các em lựa chọn một đáp án đúng nhất ha. Thế các bạn để ý ha, cô bấm đại. Bạn sai rồi, làm lại nhé. Như vậy các bạn thấy rằng nếu mà chọn đáp án từ tuổi từ 18 đến 25 thì cái này nó không phải là không còn khả năng mà nó chậm thôi nha các em. Nhưng mà tuổi trưởng thành là thường là những người lớn, người già rồi. Ta để ý cái đáp án ha. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Theo em, cần làm gì để tránh bị loãng xương ở người già? Cả ba ý kia, ăn, ngủ, ngủ đủ giấc hoặc là ăn đủ chất, tắm nắng, tập luyện thường xuyên, chúng ta chọn nào? Chúng ta thấy rằng cả ba ý kia, coi thử. Đúng rồi, chúc mừng bạn. Em lựa chọn câu trả lời đúng nhất. Quá trình dài ra của xương ở trẻ em là nhờ vào đâu? Chắc chắn các em chọn đúng đúng không? Đúng rồi, chúc mừng bạn. Em hãy lựa chọn một hoặc nhiều câu trả lời đúng cho câu sau. Ý nào sau đây không đúng khi nói về đặc điểm bộ xương người thích nghi với dáng đứng thẳng và đi bằng hai chân? Chúng ta sẽ lựa chọn một hoặc nhiều cái đáp án. Đây cô sẽ chọn đại nha, cô không có chọn chính xác, các bạn để ý ha. Cô chọn vậy đi. Bạn sai rồi, làm lại nhé. Các bạn để ý ha. Như vậy chúng ta phải lựa chọn cho chính xác. Rồi, sau khi các kết thúc. Các bạn đã hoàn thành khảo sát này. Rồi, sau khi gửi mail xong, các bạn có thể xem chi tiết ha. Bấm vào đây. Đây là những kết quả của mình. Và những bạn nào chụp hình minh chứng thì các bạn chụp lại hình này, có tên của các bạn, thời gian các bạn làm luôn. Rồi sau khi xem xong, như vậy là các bạn đã ôn tập xong và tự nhớ lại kiến thức của mình ha. Nhờ tiết học, tiết ôn tập của chúng ta đến đây là hết. Các em lưu ý về nhà ôn lại kiến thức đã học, đặc biệt là từ bài 3 đến bài 11 nhé, để chúng ta chuẩn bị cho tiết kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Và đặc biệt các bạn cũng xem trước cho cô bài 13. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các bạn
luôn vui vẻ, học tập thật tốt nhé. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau.